Các kiểu thi ca để riêng các loại hữu tình ở các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Cu Lô đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: Thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: Thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: Thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: Thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này:
Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thẩm Thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong 10 phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong 10 phương đều trụ quả bất hoàn, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ đều an trụ quả A La Hán, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư A La Hán và A La Hán quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ và đông thắng thân đều an trụ quả A La Hán, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư A La Hán và A La Hán quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ và đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ và đông thắng thân Tây Ngưu Hóa đều an trụ quả A La Hán, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư A La Hán và A La Hán quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ, đông thắng thân, Tây Ngưu Hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu thiện bộ, đông thắng thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Cu Lô đều an trụ quả A La Hán, thì theo ý ông thế nào
thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Lý thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vị chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao?
Kiều Thi Ca, Bì Chư A La Hán và A La Hán Quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều an trụ quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, Bì Chư A-la-hán và A-la-hán quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ và đông thắng thân, đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ và đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ và đông thắng thân, tây nghiêu hóa, đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ, đông thắng thân, tây nghiêu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu thiện bộ, đông thắng thân, tây nghiêu hóa, bắc cu lô, đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều.
Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều.
Vì sao? Kiểu thi ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều an trụ quả vị độc giác, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì tất cả độc giác và quả vị độc giác đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, đều phát tâm quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, người nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ và đông thắng thân, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ và đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ và đông thắng thân, tây nghi hóa, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều.
Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tục. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ, đông thắng thân, tây nghi hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu thiện bộ, đông thắng thân, tây nghi hóa, bắc cu lô, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ ca tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều.
Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu.
lại nói thế này: Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, gây nên trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả các vị mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột và đại Bồ Tát đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Hết quyển thứ 166.